độc đạo liên tục xuất hiện thêm những nhân vật mới. Toàn những diễn viên xịn của VTV với tạo hình đặc biệt. Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, một mắt xích quan trọng ở phe phản diện. Mỹ nhân Việt Hoa sắp lên sóng bên cạnh Lê Hồng. Anh nghĩ sao nếu tôi cho anh? Thì sao? Duy Nam lại làm công tử ăn chơi, đối nghịch với Khương Liều. Tao Tân Kẹt, bố của tao Hưng Kẹt là chúa của cái đảo này. Bộ phim độc đạo với sự góp mặt của Doãn Quốc Đam và Duy Hưng, khai thác đề tài cảnh sát hình sự đang thu hút sự quan tâm bởi dàn diễn viên xuất sắc và kịch bản cuốn hút, khó đoán. Dù mới lên sóng nhưng khán giả đã bày tỏ sự yêu thích với bộ phim vì nội dung chứa nhiều tình tiết gây tò mò. Dù là phim hình sự, độc đạo vẫn chú trọng đến mối quan hệ tình cảm giữa các nhân vật. Nét diễn ngông cuồng, cộm cán nhưng tình cảm với gia đình và người yêu của Duy Hưng khiến khán giả không khỏi cảm thấy ấn tượng. Từ một diễn viên chuyên vai phụ, Duy Hưng dần khẳng định mình với các vai chính nặng ký mang nhiều màu sắc khác nhau. Độc đạo đang dần hé lộ những nhân vật mới, tăng dần độ kịch tính của phim, như Hưng Khạch do nghệ sĩ ưu tú Chí Trung thủ vai, kẻ thù lớn nhất của quân giả, Vĩnh Sương, đã lộ diện. Tạo hình của nghệ sĩ ưu tú Chí Trung khiến cho nhiều khán giả ấn tượng với một đôi mắt lạ, mang đậm chất từng trải trong giới xã hội. Bên cạnh Hưng Khạch, hàng loạt nhân vật và tình tiết mới sẽ xuất hiện trong các tập tiếp theo được độc đạo hé lộ. Đó là Diễm, Việt Hoa, Tân Thái Tử, Duy Nam, con trai của Hưng Khạch. Nhân vật này sẽ mang đến những phân đoạn phim ăn chơi sa đọa khiến người xem choáng váng. Đây là dạng vai sở trường của Đỗ Duy Nam khi trước đó anh vừa thành công với nhân vật Đạt Đin. Việt Hoa sẽ có nhiều phân đoạn tình cảm với Doãn Quốc Đam. Đây là dạng vai mới lạ đối với nữ diễn viên sinh năm 1996, một cô gái sắc sảo và nhiều mưu mô. Những trích đoạn phim đều mang đến sự tò mò lớn của khán giả. Rating phim cũng nhờ thế mà tăng nhanh chóng, sớm muộn sẽ trở thành bộ phim top một cả nước. Trên các fanpage và diễn đàn phim lớn, độc đạo khiến nhiều khán giả mong muốn VTV sẽ chiếu nguyên tuần vì không thể chờ đến tuần kế tiếp để theo dõi diễn biến phim.